Tuy nhiên thì nó sẽ có điểm khác nhau về phần thùng xe. Thì mình muốn chia sẻ, giới thiệu cho mọi người hai chiếc xe này để cho mọi người có sự cân nhắc nên chúng ta lên lấy chiếc xe nào cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người chiếc xe Suzuki Carryback Su Lâm Tạ và chiếc xe Suzuki Bolivia. Hai chiếc xe này thì nó gần như là tương tự nhau, cùng động cơ cơ và cùng kiểu thiết kế. Thì tuy nhiên thì nó sẽ có điểm khác nhau về phần thùng xe. Thì mình muốn chia sẻ, giới thiệu cho mọi người hai chiếc xe này để cho mọi người có sự cân nhắc nên chúng ta lên lấy chiếc xe nào cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Thì về các cái dòng xe của Suzuki, kể cả chi tiết hai chiếc xe này mình đã giới thiệu ở rất nhiều các video rồi, mọi người có thể xem lại nếu quan tâm. Mình xin giới thiệu những cái điểm mạnh của hai cái chiếc xe này cũng như một số cái điểm hạn chế của từng dòng xe để cho chúng ta sẽ cân nhắc phù hợp. Thì đầu tiên là chiếc Suzuki Bolivia, chiếc xe su cóc này, chúng ta có thể thấy thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng đi trong phố, cũng như là nó có thiết kế nó rất quen thuộc rồi. Điểm mạnh của chiếc xe này là chúng ta sẽ mang biển D, chúng ta có thể vào phố được 24/24, không bị cấm giờ, cấm đường. Khoang hàng sẽ liền với khoang lái, kiểm soát hàng hóa một cách tốt hơn. Và khoang hàng nó có hai cửa lùa hai bên và cửa hậu ở cuối, giúp chúng ta bốc xếp hàng hóa khi đi trong phố rất dễ dàng. Điểm mạnh của nó sẽ là đi được trong phố 24/24, nhỏ gọn, thuận tiện bốc xếp hàng hóa, rất linh hoạt. Thậm chí là rất nhiều quý vị các bạn đã mua cái dòng xe này để độ lên nắp thêm các cái thiết bị để chúng ta có thể đi chơi trên chiếc xe này, như là mobile home, ngôi nhà di động. Tuy nhiên điểm hạn chế của nó là phần thùng xe nhỏ, chúng ta chuyên chở được ít hàng hóa hơn. Còn đến với chiếc xe Suzuki Carryback Su Lâm Tạ này thì chúng ta sẽ có phần thùng sẽ tách rời với khoang lái, giúp cho chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng ví dụ như là mùi từ hàng hóa lên khoang lái. Và thùng xe sẽ lớn hơn, giúp chúng ta chuyên chở được nhiều hàng hóa hơn. Và nó vẫn giữ được cái tính nhỏ gọn khi chúng ta di chuyển vào trong phố với chiếc xe Lam Tạ này. Thùng xe lớn hơn nhưng mà vẫn nhỏ gọn, rất dễ luồn lách trong phố. Tuy nhiên thì cái điểm hạn chế của nó là chúng ta sẽ mang biển xe tải, chúng ta sẽ không đi được vào phố ở những khung giờ cao điểm. Tuy nhiên tải trọng của nó là dưới 1 tấn nên chúng ta vẫn có thể vào phố được, trừ những khung giờ cao điểm ra. Mà kể cả trong khung giờ cao điểm thì thực sự là nó cũng là khung giờ tắc đường rồi, chúng ta cũng không nên đi ra đường những khung giờ đó. Thì chiếc xe này chúng ta sẽ được vào phố những khung giờ thấp điểm, giúp chúng ta vẫn có đảm bảo được tính linh hoạt, chuyên chở được nhiều hàng hóa hơn so với chiếc su cóc. Đó là hai cái điểm khác biệt của hai chiếc xe này. Còn về chất lượng xe, độ bền bỉ, ổn định, giữ giá cũng như là sự tiết kiệm chi phí vận hành thì mình không phải chia sẻ nữa rồi. Nó đã thành thương hiệu, nó nổi tiếng, rất nổi tiếng trên thị trường hiện nay rồi. Hiện tại thì bên mình đang có rất nhiều các ưu đãi khuyến mãi cũng như là có sẵn xe với chiếc xe su cóc đây. Với chiếc xe Lam Tạ thì bên mình cũng có rất nhiều các phiên bản thùng, như đây là chiếc xe thùng mui bạc tiêu chuẩn. Ngoài ra còn có thùng kín, thùng ben, thùng đông lạnh, với phiên bản thùng ngắn, thùng siêu dài, đa dạng chất liệu đóng thùng và loại thùng. Quý vị các bạn quan tâm có thể liên hệ mình qua số điện thoại trên và hãy like và subscribe ủng hộ và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.